Ngày nào có một đêm một thằng được 8 con. 8 con thì nó mới thu khách cho 8 thật, cơ một khối. Chấm đen 6 cân. Ơi, chấm đen của nó toàn trên yến thôi. Cái bọn ở đấy nó mổ 7 năm. Anh rửa. Rửa tay. Rửa nhá. Rửa đi xong lâu. Nói không hoa nhưng dọc xương cá này đến chó gặm không có gì mà gặm. Cá mày cả cái tên lớn ra cho anh lung đi. Không nó lại chấm đất. Cái thứ này để đó tao thử gà. Thì đây như có con dao nhọn đây. Đây anh kia ơi. Chuyển cái thớt này ra đi. Có cần dao nhọn để làm không? Vệ sinh lại cái thớt tí. Thớt đây không phải rửa. Cá to toàn mỡ. Cá câu có ăn đâu, có ăn mấy lần cá. Không ăn được. Cá câu ăn lên mỡ rồi. Cá nó vừa mới đánh ao lên đổ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đổi cho con dao này. Này này này. Đổi cho con này. Thái đi xem nào. Đó. Con đấy nhiều lắm. Trong có bạn của anh Long. Trái đen rồi. Cá ở đâu vậy? Nó cân dưới mà khi to nó thì con nào to. Thêm chưa đẻ nó đẻ sinh lắm. Đấy là mẹ không cần phải ra điểm mẹ mà đẻ ra mẹ mới xấu đỡ sinh. Rau củ trong uống vườn nè. Rau củ.